Cái này tia nó dòng nó to hơn cái hiệu quả. Nó nhìn dễ hơn. Không, tức là nước tia ra, nó to, nước ra nó căn bản có nước ra. Hiệu quả nó không có nước ra. Mấy thanh niên bên kia trước đây. Ừ. Trinh ơi, chị bảo này, lần sau các cái này nhá, em phải lau đi cho chị tí nữa lau này. Chị phải lau các cái này đi nhá. Cho mày, hộ anh cái, cho mày. Không, lấy cái máy đen đen kia. Quay quay cho anh ấy, quay màn hình thôi. Quay mặt anh xong rồi quay lia màn hình. Đây quay quay. Ui, nhiều sỏi. Nhiều quá. Bộ áo đây lia vào đây này, lia mặt anh. Quay dọc nhé, xong rồi lia lên màn hình này. Không, đây. Bắt đầu chưa? Cho các bạn xem cái các bạn đếm xem nào. Bao nhiêu viên nhá, nhìn trông tròn xoe này, như quả trứng này. Xem mình đếm khả năng phải đến độ khoảng nhiều viên chưa? Tròn chưa? Cho bác chị Tâm cho bệnh nhân nhìn đi. Ui, khả năng đây phải gần chục viên tròn. Nhìn đẹp chưa? Xong càng tròn xoe luôn nhá. Hay chưa? Cứ em zoom toàn màn hình lên. Đó. Rồi, toàn màn hình đây. Được rồi, laser đi. Xong rồi. Bác muốn gì đâu? Hả? Thôi à? Rồi. Rồi. Em bật xem nào có. À thôi nhưng mà thôi. Nó quay. Không cần. Zoom lên zoom toàn màn hình đi. Hả? Vẫn để yên ngang đấy, zoom to lên thôi. Viên này là bác sĩ nhiều viên mà to này là bác sĩ vất vả lắm đấy, nhưng mà cố cho bác để cho nhẹ nhàng cho bác nha. Một viên đã mệt rồi mà đây là chục viên to này. To nhỉ? To mà lại nhiều nhé. Cái viên này chắc bác phải nuôi độ khoảng nhiều năm đấy bác Trọng ạ. Ở nhà đái khó chịu mà đi không đi xử lý sớm. Thỉnh thoảng à? Thực ra viên này thì nó cũng trơn thôi nhưng mà để nó khó chịu thi thoảng nó còn đái khó đúng không? Xử lý thì nhẹ nhàng này có vết mổ gì đâu. Bây giờ mới hạ quyết tâm đi xử lý à? Thế là nghiên cứu bác sĩ Tùng mãi rồi mới quyết định đi đúng không?
3 cm là họ đo cái điểm đầu điểm cuối thôi bác Trọng ạ. Còn thực ra nó nhiều viên, là mỗi viên khoảng hơn phân. Rồi giữ cho bác cái gì? Rồi sẽ cố gắng hứng cho bác nhá. Ơ chị Đông ơi, thảo nào chị để chuyển sang cái chế độ sót của em nghe. Quên mất, thảo nào nó bắn, nó vỡ nó ấy. Đấy, sót sót ở dưới. Đấy, đấy, gần tay chị đây, thẳng đầu tay chị, sót đây. Rồi, ấn ready đi, ấn đi. Rồi.
kia là cái chế độ bắn nó mịn, nó lâu. Ờ thế tưởng mấy hôm nay thuê được con máy rồi. Thế là sỏi to vẫn cành cạch à? Anh Trung này tắm qua da nhiều không? Ví dụ như hôm qua là bao nhiêu ca? Tín hiệu bên đấy bao nhiêu ca? Bọn kia nhiều không? Hay là chỉ anh Trung? Hoàng A hay là Hoan nhiều hơn? Chứ lại thêm bên kia lại thêm một hai ông Tùng nữa thì alo. Nhầm máy rồi. Nhiều quá nhỉ. Không cần đứng. Chị Tâm ơi, có khi ngâm thêm cho em cái bộ bóp. Mài cái này lâu quá.
cho là hàng đến đấy giờ nhé. Alo. Biển ra đấy. À bảo ngồi đấy anh cái ca của ở Quảng Bình đấy gì. Ừ, đọc đọc cho anh xem có bình thường. À thế thôi để tí anh xem nhé. Nhiều nhỉ. Nó kêu ở đằng kia. Kêu đằng kia đúng không? Chị Trâm ơi. À chị Tâm ơi. Xem sờ bên kia đúng không? Xoáy chặt cái kia lại cho em ấy. Xoáy chặt cái này. Có nóng không? Có nóng. Nóng à? Thôi vớt cái ấy đi. Vớt. Nóng à? Gọi anh của anh gọi em ấy. Sao em chỉnh cái kia. Đang bóp mà nó lại nóng. Sợ hỏng dây. Chị lấy máy của em ấy. Hay máy của chị được, gọi anh của anh mà. Sao mổ em nhờ. Yếu ngay. Dây dần dài này. Thôi vớt cái bóp đi. Sợ hỏng cái dây này rồi. Vớt cho anh đi. Chưa được. Trồng beo này. Một hai ui thôi bóp đấy đi với cả cái bộ bóp nhiều viên thật.
Chị ta mới lấy cái máy đen kia quay của em tí. Quay màn hình thôi. Ai thôi, lấy cái máy này gỡ ra được. Tắt đi, ấn tắt đi.